là sợi dây vô hình kết nối thế giới tâm linh với cuộc sống hiện tại, mang đậm các giá trị văn hóa tinh thần, gửi gắm những nguyện ước tốt lành. Hương trầm Thọ Nga, sản phẩm từ vùng gió trầm Phúc Trạch. Được sinh ra và lớn lên trên vùng đất Phúc Trạch Hương Khê và gắn bó với nghề trầm hương trong gần 40 năm qua. Hơn ai hết, ông Lê Văn Thọ, chủ hộ kinh doanh Hương trầm Thọ Nga, am hiểu tường tận nguồn gốc của cây gió và quá trình tạo được ra trầm từ chính loài cây bản địa này. Việc chăm sóc, theo dõi quá trình sinh trưởng, thậm chí là mỗi sự tác động vào thân cây, dù là tự nhiên hay nhân tạo, để kích thích cây gió sản sinh nhựa tạo trầm đều được ông nắm bắt khá thuần thục. Để tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu cây gió, ngoài việc tập trung trồng và phát triển cây gió trầm, nhiều năm trở lại đây, gia đình ông Thọ chú trọng mở rộng sản xuất, làm nên thương hiệu ô cốp Hương trầm Thọ Nga được khách hàng tin dùng bởi chất lượng, mùi hương thuần tự nhiên và an toàn với sức khỏe con người. Thưa ông Lê Văn Thọ, với Hương trầm Thọ Nga thì có gì khác biệt hơn so với các cái sản phẩm cùng loại khác thưa ông? Hương trầm Thọ Nga của chúng tôi là sử dụng hàng trầm tự nhiên, không ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và được người tiêu dùng tin tưởng và sử dụng thường xuyên. Khi đốt lên là mùi thơm dễ chịu và không gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Cây gió sau khi thu hoạch sẽ được những người thợ sơ chế tách ra những phần gỗ chứa trầm ở bên trong. Tiếp đó tiến hành phơi khô, xay nhuyễn, phối trộn theo công thức, quy trình riêng để tạo ra những thẻ hương trầm rất đặc trưng. Sản phẩm được tạo từ bột gỗ hương trầm cùng với keo tự nhiên từ cây bầy lời cho mùi hương dịu nhẹ, đảm bảo an toàn, được khách hàng tin dùng đánh giá cao. Dùng cái tâm trầm hương của Thọ Nga thì tôi thấy là chất lượng nó rất tuyệt vời, có mùi thơm đặc biệt của trầm hương của sự trầm ở Phúc Trạch. Khi thạp lên thì ngửi thấy mùi thơm và nó quyện rất lâu ở trong phòng. Cơ sở hương trầm Thọ Nga là lại tạo ra một cái sản phẩm là gọi là hương trầm cao cấp, đặc biệt hơn so với những cái sản phẩm hương trầm trước đấy, nên có giá trị cao hơn. Thì hương trầm Thọ Nga tiếp tục đưa cái thương hiệu trầm hương Phúc Trạch đi xa hơn và sẽ là góp phần thì có thị trường tiêu thụ lớn hơn đối với bà con nhân dân trên địa bàn xã. Hương trầm như chính sợi dây kết nối với thế giới tâm linh theo suốt quá trình phát triển trong văn hóa tinh thần của người Việt. Vì thế, lựa chọn một sản phẩm gắn bó với đời sống tâm linh để sản xuất kinh doanh đòi hỏi chính người làm càng phải cẩn trọng, chú tâm trong từng công đoạn. Chính vì sản phẩm được làm từ 100% nguyên liệu tự nhiên nên hương trầm Thọ Nga với hương thơm đặc biệt không chỉ giúp giải tỏa tinh thần mà còn tạo ra bầu không khí an lành, thư thái. Sản xuất hương nói chung và hương trầm nói riêng thì mang nhiều cái ý nghĩa về mặt tâm linh, nên đòi hỏi người làm càng phải đảm bảo chuẩn chỉ trong từng công đoạn. Gia đình mình đã thực hiện cái quy trình này như thế nào để người tiêu dùng yên tâm và tin dùng cái sản phẩm hương trầm Thọ Nga trong suốt thời gian qua? Đầu tiên là nói về hương trầm Thọ Nga là lấy cái chất lượng làm hàng đầu, cho nên là lấy cái toàn bộ hàng tự nhiên ra làm sạch, người làm thì được trang bị đồ bảo hộ lao động đầy đủ đó, và làm trong máy tự nhiên mà phơi không phải đảm bảo sạch sẽ. Sản phẩm đạt chuẩn ô của Ba Sáu đã mang lại những cái lợi thế gì cho gia đình trong việc phát triển thương hiệu hương trầm Thọ Nga trong thời gian tới ạ? Sản phẩm ô cốp Ba Sáu cho nên là được người tiêu dùng tin tưởng và ủng hộ. Trong thời gian tới sẽ đầu tư thêm máy móc và thiết bị để làm các cái sản phẩm hương cao cấp hơn và để đáp ứng với nhu cầu của người tiêu dùng và khách hàng thường xuyên. Đặt hết tâm mình trong từng sản phẩm, hương trầm Thọ Nga đã chinh phục được khách hàng không chỉ trong tỉnh mà còn vươn ra các tỉnh, thành phố trong cả nước. Dường như trong nhịp sống hối hả hiện đại, những làn khói trầm mặc của hương trầm sẽ giúp chúng ta thư thái tinh thần, đưa ta hướng về nguồn cội với những giá trị đi cùng thời gian.